Lan rừng bản đồ Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chiều hôm qua thì em lấy hàng về muộn quá cho nên là không đưa lên được để cho mọi người lựa chọn sớm. Thì sáng hôm nay bây giờ mới cắt tỉa xong, phân lô theo từng lô xong thì mới đưa lên được. Để cho anh chị em ai chốt được lô nào thì mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852 mọi người nhé. Hôm nay thì có hàng to, hàng nhỏ, hàng giống, hoàng nhạn to, hoàng nhạn nhỏ, hoàng nhạn giống, và có trâu nguyên bản khủng nhá. Đấy, hàng mẹ con luôn, quế tím, sóc và giáng hương tam bảo sắc. Có cái loại giáng hương tam bảo sắc thì em có một cái loại mà em cũng không biết là tên gì, nhạn thì cũng giống mà tam bảo sắc cũng giống mà quế thì giống hơn, chả biết là cái loại gì mà ở rừng Buôn Đôn bây giờ em mới gặp lần đầu tiên. Rồi sau đây em đi theo từng lô một nhá để cho mọi người lựa chọn nhá. Đây là H1 này. H1 là một cây nguyên bản. Bản lá mọi người nhá, bản lá. Bản lá nhá. Rất là to luôn. Một mẹ một con mọi người nhá, một mẹ một con. Đấy. Cây mẹ này, cây con. Bản lá rất đã này, rất là xanh um tùm luôn. Mà lá nó ở chỗ này thì anh em người ta đi khai thác về bị nứt một chút này, nói trước cho mọi người biết này. Đây, đây là chỉ tính là 1-2 cặp lá rưỡi thôi, còn 2 cặp lá ở dưới này bị con sâu gì nó cắn hết rồi. Đây, 2 cặp lá ở dưới này bị con sâu cắn. Đây, cây mẹ, cây con này. Đây, mẹ con đây nhá. Cây đây, rễ đây, để gần bằng ngón tay luôn nhá. Bộ rễ của nó rất là đã luôn mọi người nhá. Đang bám rất là chặt ở thân cây này. Đấy, hàng nguyên bản nhá. Ai chốt H1 này em để giá thanh lý cho mọi người luôn nhá. Vì cây này em bán 2 ngày rồi. Không thấy ai chốt cả. Hôm nay em thanh lý cho mọi người cây này là 1 triệu nhá. 1 triệu cây này, một mẹ một con, bản lá mít nguyên bản mọi người nhá. H1 H2 là một lô 5 cây. Một này, cây rất đẹp mọi người nhá. Một, hai, bản lá mít rất là đã nhá. Đây, cây to. Ba, bốn, và đây là 5. Cây rất là to, bản lá rất là to, rất là đã nhá. 1-2-3 cặp lá. Đây, rất là to nhá. 5 cây này có giá là 500. 5 cây này 500 mọi người nhá. H2 5 cây này 500. H3 này 7 cây tất cả. 7 cây tất cả mọi người nhá. 1-2-3-4-5. Trời đang mưa rất là to mọi người ạ. 6-7. Đấy, thừa cây rồi. 8. Đây. Thôi thì 8 cây cũng được. 8 cây nhá. 8 cây tất cả. Có giá là 500 mọi người nhá. 7 cây mà em đưa lên thành 8 cây nữa. Có giá là 500 H3 nhá. H4 đây là một đơn này 10 cây. 10 cây nhá. 1 này. 2 3 4 5 lá mít đẹp. 6 7 8 9 10. Đấy, 10 cây. 10 cây này có giá là 500 H4. Rất đẹp nhá. H5 lô này là 7 cây. 7 cây mà có 1 cây bị lá hơi nóng một chút. 1
2 3 4 5 6 bản lá này rất là đã. 7 cây này cong vuốt chừng trâu luôn. 7 cây này 500 mọi người nhé. 7 cây này 500. H5 H6 H6 lô này là 9 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 và đây là 9. 9 cây tất cả mọi người nhé. 9 cây này 500. H6 H7 H7 nhá. H7 là lô này 5 cây, 5 cây to. 1 cây nhìn rất là đã, 1 cây. 2 cây. 2 cây bản rất là to, lá ngắn nhá. 3 cây. Sọc chỉ rõ ràng luôn. 4 cây. Lá xoắn rất đẹp. Và đây là 5. 5 cây rất là to nhá. Đây. Mọi người xem cái cánh tay của em lên đến cái khúc khuỷu này nhá. Đây. 5 cây. 5 cây này có giá là 500. H7. H8. H8 lô này là một lô lá mít tròn xe luôn mọi người nhá. 1 cây này. 2 cây. Lá mít dịt luôn nhá. 3 cây. Lô lá mít rất là tuyệt vời luôn. 4 này. Cây này là mít tròn xe luôn này, mít rụt dịt luôn này. Lá rất là dày. 5 6 7 cây. 7 cây lá mít rất đã nha. Ai chốt 7 cây này để cho mọi người là 600k. H8 7 cây lá mít này 600k nha. H9 H9 là một lô 17 cây luôn nhá. Bị lỗi nhẹ thôi mọi người nhá, mà em bán là 17 cây. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Đấy, 17 cây tất cả nhá. 17 cây này 500. H9 17 cây 500 nhá. H10 H10 nhá. H10 là lô 7 cây, 1 cây này. 2 3 4 5 6 7 đây, 7 cây. 7 cây rất đẹp nhá. 7 cây này 500. H10 7 cây 500. H11 H11 là một lô 5 cây rất là to. 1 cong vuốt này, quả đây. 2 bản lá đây, rất là đẹp. 3 4 cây này hơi bị lỗi một chút nhá. 5 bản lá mít. 5 cây tất cả nhá. Trong đó có một cây hơi bị lỗi một chút, không sao hết. Đấy, 5 cây này, H11 có giá là 500. H12. H12 đây cũng là một lô 5 cây rất là to. 1 1 nhá,
2 nhá, 3 đây rất là to luôn nhá, 4 cây này được bị cụt mất một lá đầu rồi nhá, 4 cây mọi người ạ, 4 cây chứ không phải là 5 đâu, 4 cây em ghi nhầm nhá, 4 cây to này, 4 cây này rất là to luôn, 4 cây không phải là 5 đâu mọi người nhá, 4 cây này 500 H13 H13 đây là một đơn hoàng nhạn giống nhá. Ai thích nhạn giống thì mọi người chốt cái đơn này về trồng thì tha hồ luôn. Đây là em đưa một cái cây đại diện lên nhá, nhặt cái cây đại diện thôi nhá. Đây hàng giống đây. Hàng giống như thế này đây nhá. Đây. Gồm có là 35 cây mọi người nhá, 35 cây nhá. 35 cây tất cả hoàng nhạn giống nhá. 35 cây. Ai chốt lô này 35 cây này với giá là 500. 35 cây này 500. Em không tiện đếm nha, rất nhiều quá em không đếm được. Đếm thì vì thời lượng ít nên mọi người thông cảm. Hàng thì đảm bảo. H14 một cây, 2 cây này rất đã nha, 3 cây này thì bị cụt mất một lá đây nhá, 4 cây này anh em phải đi vỡ mất một lá này, 5 6 7 7 cây H14 7 cây này 500. H15 đây là một cặp chân dài rất là to. Một cặp chân dài rất to mọi người nhá. Đây một cây. Cây này thì bản lá mít này. Chân dài 1-2 cặp lá rưỡi nhá. 2 cây. Cây này 1-2-3 cặp lá, cả lá nõn nữa là 3 cặp lá nhá. Đây, chân dài rất là đẹp, thẳng đẹp nhá, cây to nhá. Cây rất to này. 2 gang rưỡi nhá. Hai cây này, hai cây chân dài có giá là 500. H15. H16, đây là một cây rất là khủng. Một cây rất khủng mọi người nhá. Nhưng mà do cái dáng vóc của nó không ưng ý cho nên là em bán rẻ cho mọi người, bán rẻ cho mọi người thôi. Cây cực khủng luôn. Đây mọi người xem nó mỏng. 1 2 3 4 5. 5 cặp lá rưỡi ấy. Gần 6 cặp lá rồi. Lá xoắn nhá. Vòi hoa thì miễn chê này. Đây. Vòi hoa đây nhá. Ai chốt cây này thì em bán giá rẻ thanh lý cho mọi người 400k cây này thôi nhá. 400k. Đấy, một cây lá xoắn đấy. Rất là to đấy. 4-5 cặp lá luôn, kinh khủng. Cực rẻ luôn nhá. H16, H17. H17 đây là một lô hoàng nhạn. Hàng trung. 15 cây mọi người nhá, 15 cây. 15 cây tất cả nhá. Đây 15 cây. Trong này có một cây này rất là to này. Một cây này rất là to luôn. Bản lá rất to nhá. Đây có hai cây này. Cong vuốt bản lá rất là to luôn. 3 cây. Đấy. 4 cây. Còn tổng toàn bộ này là có đấy nhá, tổng toàn bộ 15 cây hết toàn bộ tất cả nhá. 15 cây này 500. H17 mọi người nhá. H18 đây một cặp hoàng nhạn rất là đẹp. Một cặp rất đẹp luôn. Một cây này ship mít này. Một cây này ship mít này. Đấy, rất đã nhá. Hai cây. Cây này thì miễn chê rồi. 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9 cặp lá luôn. 9 cặp lá nhá. Rếp rất đẹp luôn, 9 cặp lá luôn. Đấy, 2 cây này. 2 cây này. Ai chốt 2 cây này của giá là 600k. 600k nhá. H18. H19. H19 đây là 2 cây thân dài, à 2 cây lá dài nhá. 2 cây lá dài. Một cây này là xoắn này. Cây này thì là xoắn nhá. 1 2 3 cặp lá là xoắn nhá. Một cây. Và một cây này lá dài này, xếp rất đẹp này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 cặp lá nhá, 4 cặp lá. Ai chốt cả 2 cây này với giá là 500. H19 500 nhá. Cặp này rất là đẹp đấy. 500. Tết sẽ cho hoa hoàn toàn luôn. H20. H20 đây là 2 cây bị lỗi, lỗi nhẹ thôi. 2 cây thì rất là đã rồi. Cây này thì cây nhỏ thôi, chân dài nhá. Còn cây này đây mọi người xem, rất đã luôn. Vì do con sâu nó cắn, do sâu nó cắn ở rừng nên không thể tránh được. Cái chỗ ở rừng thì không thể tránh được nhá. Bộ rễ rất đã nhá. Đây, Tết sẽ cho hoa hoàn toàn. Bản là mít là cứng nhá. Đây, cặp này ai chốt em thanh lý cho mọi người 350k. H20. H21. H21 một lô này 5 cây. Rất đẹp nhá, to đẹp nhá. 1 cây này, 2 3 4 lá xoắn này. Và đây là 5. Cây này rất là đẹp luôn, bản là mít rất đẹp luôn. 5 cây. 5 cây này có giá là 500. H21. H22. H22 là lô này gồm có 5 cây. Cũng rất là to luôn. Rất là to mọi người nhé. 1 này, 2, 3. Đây có cây mẹ, một mẹ một con nhé. Một mẹ một con luôn. Đấy, một mẹ một con. 3, 4. Đây, rễ phát triển đây. 4. Và đây là 5. 5 cây. 5 cây H22 này có giá là 500. H23. H23 đây một đơn hoàng nhạn. Cũng là 15 cây. 15 cây nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, xếp vịt luôn, 15, đây cũng một mẹ một con, 15 cây này, nhá, 15 cây này, có giá là 500, H23, H24 đây là một lô trâu giống này, giống hàng Trung mọi người nhé, giống hàng Trung. Một lô này gồm có là 25 cây. Đây, to hết cả bàn tay rồi mọi người nhé, hết cả bàn tay rồi nhé. Giống hàng Trung nhé. Đấy, 25 cây tất cả này. Em không tiện đếm 25 cây nhé. 25 cây này có giá là 500. 500. H24. H25. H25 đây là một lô hoàng nhạn. Quay bên này để cho rộng hơn. Một lô hoàng nhạn nhá. Một cây. 2. 3. 4. Cây rất to nhá. 5. 6. 6 cây chứ không phải là 5 cây. Lô này 6 cây mất này. Rồi 6 cây cũng được. H25 này có giá là 500. H26. Đây cũng là một lô hoàng nhạn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
5. Vâng, có trả là 500. H27. 27. 27 là có giá là 300k một rổ quế tím. Một rổ quế tím luôn, có giá là 300 nhá. Rổ này rất là nhiều cây. Cũng không biết là bao nhiêu, rất là nhiều cây. Đấy. Rổ này có giá là 300k. Chưa đếm nhá, một rổ luôn. 300k, em bao ship nhanh cho mọi người nhá. Một rổ luôn. H28. H28 này cũng là một đống này quế tím rất là nhiều. Tha hồ luôn, quế tím nhá. Cực kỳ nhiều luôn. Cái đống này cũng bằng cái rổ này thôi, hai cái ngang tầm nhau. Có giá là 300k. Bao ship nhanh cho mọi người nhá. Bao ship nhanh cho mọi người 300k. H29. 29 đây là một lô combo. Một lô combo nhá. Gồm có sóc rồi. Quế. Quế thì có quế rất là độc. Đây, một chùm mẹ nó chết đẻ con cả chùm đây, một chùm. Hai chùm. Đấy, quế đấy, hai chùm. Sóc rất nhiều luôn. Sóc cây rất khủng nhá. Hai. 3 4 5 6 7 cây sóc. 7 cây sóc nhá. Có 3 cây hải âu, 4 cây hải âu nhá. Và có 2 3 4 5 7 cây dáng hương tam bảo sắc nhá. Một lô rất là nhiều luôn, 7 cây dáng hương tam bảo sắc. Lô này cũng có giá là 300k. H29 300 em bao ship nhanh cho mọi người luôn. H30. H30 đây cũng là một lô combo giống như vậy nhá. Combo giống như vậy nhá. Gồm có sóc, sóc khủng này, giáng hương này, quế và hải âu. Đấy, gồm có 3-4 loại như thế. Là H30 này 300k, em bao ship nhanh cho mọi người nhé. H31. Đây, H31 thì em để em cầm ra đây cho mọi người xem cho sáng nhé. Đây, H31 nhá. H31 đây, một lô trứng bướm đang hoa đây. Rất là đẹp, cây rất là khủng luôn. Mọi người xem cây. Hoa rất là sung đẹp. Cực đẹp luôn nhá. Đấy, rất là đẹp nhá. Lô này gồm có 23 cây. 22 con, 22 con. Ai chốt con này, lô này 22 con này có giá là 350k. 350k nhá. Con rất là to, đang to, đang hoa đây cả nhá. Đấy. H31 22 con 350. H32 đây một lô này cũng đang hoa, loại từ 3 cặp lá trở lên, gồm có 50 cây và thậm chí là hơn 50 cây, bởi vì có những cây nhỏ nhỏ em không bỏ ra và em đếm thì đếm em bốc ngang em đếm, cho nên là thậm chí là hơn cả 50 cây nhá. Lô này trứng bướm này 350k. H32 350 nhá. H32. Rồi đang còn mấy lô này nữa nhá. H32. H33. H33. Cái lô này thì bây giờ thì thực sự là em cũng không biết là gọi là cái gì đây. Cây thì xếp mít này. Xếp mít luôn mọi người này. Xếp mít này. Rất là to. Rất là to luôn. Đây, nhìn rất là đã nhá. Xếp mít rất đã nhá, bản lá rất là to. Đây, bản lá cực to luôn. Rất giống hoàng nhạn nhưng mà cũng không phải. Cũng không phải tam bảo sắc, cũng không phải là ấy, em cũng chưa biết là cái gì. Mà nếu mà ai biết là cái gì thì nói cho em biết với nhá. Giống như quế giáng hương thì cũng em cũng không biết được phải không. Đây xếp rất là khít này, rất đẹp. Đây 3 cây
4 cây, 5 cây. Đấy, 5 cây này rất là đã luôn nhá, 5 cây đẹp nhá. 5 cây này có giá là 350k nhá. Ai chốt lô này 350k. Em chỉ bán đại thôi. Nhưng mà hoa của nó thì vòi hoa rất là dài luôn nhá. Và đây một lô nữa cũng cái loại đấy, và đây là dáng hương tam bảo sắc à. Rõ ràng. Còn trong này có một cây cẩm báo cực kỳ to này. Cẩm báo khủng luôn. Đấy, cẩm báo khủng luôn. Và có nhiều cây cũng giống như nhạn như thế này. Không biết là thế nào. Đây, lô H34 này. 10 cây tất cả nhá. Có giá là 350k một lô luôn nhá, một lô rất là to. Một lô luôn, mọi người về trồng thoải mái nhá. Rồi H35. Cây này thì em đặt là H35 nhưng nó không phải là, không ghi tên ở đây. Đây là một rổ măng le khô, đặc sản của rừng Buôn Đôn mọi người nhá. Măng le khô vàng ươm nhá, ăn cực kỳ giòn luôn. Hầm xương, nấu miến măng gà, nấu vịt xáo măng hay là cái gì đấy thì đầy đủ các món, thì mọi người mua về hầm nấu nhá, ăn rất là giòn, rất là thơm. Măng le đặc sản của rừng Buôn Đôn nhá. Ai chốt thì mọi người hãy chốt 200k một ký nhá, 200k một ký. Hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852 mọi người nhá. Đấy là tất cả sáng hôm nay em đã đưa lên. Ai chốt lô nào thì mọi người hãy gọi điện cho em mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhá. Hẹn mọi người ở clip sau nhá.